tí nữa, và mời tất cả quý vị ở lại tại đây để chúng ta tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh trong ngày và tưởng niệm 30 tháng 4 hôm nay. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Mời tất cả quý vị thưởng thức phần trình diễn của biệt đoàn Do Linh. Hợp ca Ta Sẽ Về Đông Hà. Về nhau, về với vùng tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành.
Thank you.